Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ đến quý thính giả cách chữa viêm họng bằng lá tía tô hiệu quả cho mọi đối tượng. Tía tô là một loại cây rau có thể mọc quanh năm, chiều cao khoảng 0,5 đến 1,5 cm, thân cây thẳng đứng, nhiều lông mềm nhỏ xung quanh. Lá tía tô mọc cân xứng, có hình bầu, xuất hiện nhiều răng cưa ở quanh viền lá. Tía tô còn chia làm hai loại: lá tía tô lá có màu tím và tía tô có màu xanh lục, gân lá xuất hiện màu hung. Cách điều trị viêm họng bằng lá tía tô đối với người lớn. Cách 1. Điều trị viêm họng cho người lớn bằng cách ăn cháo tía tô. Nguyên liệu: lá tía tô, 3 củ hành nhỏ, gạo. Lấy 150g lá tía tô rửa sạch, ra để ráo nước. Hành bóc vỏ, rửa sạch, thái thành lát mỏng. Cho gạo vào nồi nấu cháo. Cháo chín thì thêm hành và tía tô vào, nêm nếm cho vừa ăn. Người bệnh nên sử dụng cháo tía tô một lần trên ngày. Cách 2. Điều trị viêm họng cho người lớn bằng nước lá tía tô. Chuẩn bị lá tía tô, 30g mận tươi, 5 quả đại táo, lá trà. Cách thực hiện: lá tía tô, mận tươi, đại táo rửa sạch để ráo nước. Cho mận, đại táo vào cối giã nhuyễn rồi đun sôi với 500ml nước lọc. Thêm 6g lá tía tô, 3g lá trà vào cùng, nấu trong vòng 20 phút. Để nguội, chắt lấy nước. Sử dụng nước này để uống 3 lần trên ngày cho đến khi hết bệnh. Điều trị viêm họng cho người lớn bằng hạt tía tô. Chuẩn bị 100g hạt tía tô, 1 lít rượu gạo. Hạt tía tô rửa sạch để ráo nước, sao vàng hạt tía tô cho đến khi có mùi thơm. Tán hạt tía tô thành bột mịn, cho vào hũ có nắp. Rót rượu vào hũ, đậy kín nắp, bảo quản ở nơi khô ráo trong 7 ngày. Người bệnh chắt lấy 10 lít dung dịch để ngâm, uống 3 lần trên ngày. Cách điều trị viêm họng cho trẻ em bằng lá tía tô. Chuẩn bị nguyên liệu 5g lá tía tô, hoa đu đủ đực, hoa khế và 15g đường phèn. Cách thực hiện: lá tía tô, đu đủ đực, hoa khế rửa sạch, rửa để ráo nước. Cho những nguyên liệu trên vào chén nhỏ cùng đường phèn, cho hỗn hợp vào nồi nhỏ, hấp cách thủy trong 20 phút. Để nguội, chắt lấy nước cốt, cho bé uống 3 lần trên ngày. Cách điều trị viêm họng bằng hạt tía tô cho trẻ em. Chuẩn bị 20g hạt tía tô, rửa sạch hạt tía tô để ráo nước, phơi héo. Tán hạt tía tô đã xào thành bột mịn, cho hạt tía tô và 200ml nước ấm vào ly nhỏ, quấy đều cho đến khi bột tan hết, dùng khi còn ấm, cho bé sử dụng 3 lần trên ngày. Điều trị viêm họng bằng lá tía tô là phương pháp an toàn, không gây tác dụng phụ, bạn có thể áp dụng mà không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, nếu thấy có bất kỳ bất thường nào hoặc áp dụng trong thời gian dài mà bệnh không khỏi, bạn nên đến gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân chính xác, có hướng điều trị kịp thời. Nếu quý vị và các bạn đã và đang bị bệnh viêm họng hạt, viêm amidam hay hạt xơ dây thanh quản và một số bệnh liên quan đến đường hô hấp, đã sử dụng nhiều phương pháp hỗ trợ và điều trị nhưng vẫn chưa có hiệu quả, đang mong muốn tìm một bài thuốc trị dứt điểm các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp, quý vị và các bạn cũng có thể sử dụng ngay bộ sản phẩm Thanh Khiết Hầu và Thanh A Tán, bài thuốc chuyên đặc trị viêm họng hạt, viêm amidam, viêm họng mãn tính của nhà thuốc Đông Nam Dược Thiện Nhân Đường. Bài thuốc được bào chế hoàn toàn các thảo dược thiên nhiên, an toàn, lành tính, không có tác dụng phụ như hoàng kỳ, đẳng sâm, đương quy, cam thảo, bạch chỉ, mã đề và một số dược liệu quý hiếm khác. Hiệu quả triệt để với các trường hợp viêm họng lâu năm, viêm họng mãn tính, viêm amidam ngay trong liệu trình duy nhất. Mọi thông tin chi tiết về bài thuốc cũng như phương pháp điều trị bệnh viêm họng, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0399 286 233 để được các dược sĩ tư vấn chi tiết hơn. Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.